vaccine ngừa COVID-19 thế hệ thứ hai sẽ thúc đẩy tế bào T chống lại bệnh COVID-19. Hệ miễn dịch chống virus SARS-CoV-2 là bức tranh phức tạp và có bằng chứng cho thấy mức độ kháng thể giảm sau 6 tháng tiêm ngừa. Tế bào T đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa nhiễm SARS-CoV-2. Trích một nghiên cứu ở trường Imperial College London, cơ thể có hàm lượng tế bào T cao có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 và đây là tín hiệu cho thấy vaccine ngừa COVID-19 thế hệ thứ hai đang ló dạng ở chân trời. Công trình nghiên cứu được thực hiện vào tháng 9 năm 2020. Các nhà khoa học chú trọng đến tế bào T được tạo ra ở 52 bệnh nhân bị cảm cúm có kết quả dương tính để xem hệ miễn dịch có giảm hay không. Bài nghiên cứu phát hiện 26 bệnh nhân không có triệu chứng mang hàm lượng tế bào T cao hơn nhóm người nhiễm virus SARS-CoV-2. Trường Imperial không nói tế bào T sẽ bảo vệ cơ thể trong bao lâu. Tác giả bài nghiên cứu, tiến sĩ Ria Kudu nói, chúng tôi thấy tế bào T từng xuất hiện trong cơ thể khi một người bị cảm cúm có thể giúp chống lại virus SARS-CoV-2. Trong tạp chí Nature Communications, các tác giả bài nghiên cứu cho biết tế bào protein bên trong virus SARS-CoV-2 thường bị tế bào T nhắm đến. Đây có thể là niềm hy vọng đối với các nhà sản xuất vaccine. Vaccine COVID-19 hiện tại được sản xuất để nhắm vào protein gai. Tế bào này giúp các biến thể đột biến liên tục để làm mất tác dụng của vaccine trong việc chống lại các bệnh có triệu chứng. Đồng tác giả bài nghiên cứu nói, ngược lại tế bào protein bên trong virus SARS-CoV-2 đột biến ít hơn protein gai. Các tế bào bên trong các biến chủng được bảo quản một cách khác nhau. Vaccine mới cũng sẽ chứa các tế bào T được bảo quản tốt để giúp cơ thể tạo ra phản ứng miễn dịch tốt nhằm chống lại các biến chủng hiện tại và trong tương lai. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.